Kính chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin Tức Tổng Hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin cũng khá là vui, là số lượng cử tri đăng ký của đảng Cộng Hòa cao hơn gấp 4 lần so với số lượng cử tri của đảng Dân Chủ tại tiểu bang quan trọng Pennsylvania. Nguồn tin cho biết là mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp đối với đảng Cộng Hòa tại tiểu bang quan trọng Pennsylvania, nếu số liệu đăng ký cử tri hiện tại là bất cứ con số nào. Bởi vì theo dữ liệu mới nhất từ Ban Quản lý đăng ký cử tri, số lượng cử tri đăng ký của đảng Cộng Hòa cao gấp 4 lần so với lượng cử tri của đảng Dân Chủ. Trong tháng 7, khoảng có 21.000 cử tri Cộng Hòa đã đăng ký bỏ phiếu tại tiểu bang Pennsylvania, trong khi chỉ có 5.000 cử tri Dân Chủ làm như vậy. Dữ liệu cũng phát hiện rằng, mặc dù cả hai đảng đều mất cử tri kể từ tháng 1 năm 2020, nhưng đảng Cộng Hòa chỉ mất 1.400 cử tri, trong khi đó đảng Dân Chủ đã mất 320.000 cử tri kể từ đó. Nguồn tin cũng nói thêm rằng chúng ta phải dành nhiều lời ngợi khen cho nhà hoạt động bảo thủ Scott Ressler, người đã dẫn đầu các nỗ lực đăng ký cử tri tại tiểu bang Pennsylvania và trên khắp cả nước. Trước cuộc bầu cử có khả năng quyết định liệu nước Mỹ có còn tồn tại như một quốc gia tự do hay không. Đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng, sau khi được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nhiều người của tiểu bang này mong đợi rằng bà Kamala Harris sẽ chọn thống đốc Pennsylvania là ông George Shapiro làm ứng cử viên phó tổng thống. Một động thái có thể sẽ củng cố cơ hội của bà tại tiểu bang dao động này, nhưng điều này lại không xảy ra, và người dân của tiểu bang này dường như đang quay lưng lại với bà Kamala Harris. Thêm vào đó, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Tổng thống Biden được cho là đã giành chiến thắng tại tiểu bang Pennsylvania với cách biệt chỉ hơn 1%. Mặc dù cuộc bầu cử kể từ đó bị ảnh hưởng bởi những bằng chứng rộng rãi về gian lận bầu cử do đảng Dân Chủ và các hoạt động tội phạm của họ thực hiện tại tiểu bang này. Vì lẽ đó, một số tiểu bang đã đưa ra lực bầu cử chặt chẽ hơn nhằm giúp giảm tình trạng gian lận bầu cử, thì phe cánh tả lại hoạt động gian lận cử tri tinh vi khác nhằm sẽ giúp ích cho họ vào tháng 11 này. Đó là lý do tại sao biên độ chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump cần phải rất lớn để họ không thể gian lận được. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng đây là một cái tin rất rất là có khả quan, rất là tốt cho đảng Cộng Hòa. Và qua những cái việc làm của Scott Ressler là một cái bằng chứng rõ ràng rằng là Ronald McDonald đã phá hoại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua. Như mình được biết là ngay bây giờ thì Scott là một cái người duy nhất làm việc ngày đêm tại các tiểu bang dao động để ngăn chặn cái vấn đề mà gian lận bầu cử. Ông ấy đang có được một thành tích rất rất là xuất sắc tại tiểu bang này, và cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng đây là một điều rất rất tuyệt vời, nhưng chúng ta cần nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị nào ở tiểu bang Pennsylvania có điều kiện thì có thể hỗ trợ cho ông Scott Ressler này khi ông ấy cần. Và đồng thời cũng qua cái việc làm xuất sắc này của Scott Ressler ở tiểu bang Pennsylvania, thì Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa họ nói rằng là họ sẽ đưa tất cả những người học trò của Scott Ressler đến tất cả các tiểu bang dao động như là Virginia, North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin và Michigan. Bởi vì họ tin rằng nếu như tất cả các tiểu bang dao động này đạt được kết quả cực giống như tiểu bang Pennsylvania, thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 này rất dễ dàng. Và thêm một cái tin vui nữa là hiện tại bây giờ ở tiểu bang Florida là đảng Cộng Hòa đã có nhiều hơn 1 triệu cử tri so với đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy những cái lời nhảm nhí của các cuộc thăm dò giả mạo, thì họ cho rằng là cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước 1 hoặc 2 điểm so với Kamala Harris. Cho nên tất cả chúng ta đừng bao giờ tin một lời nào về việc bà ấy đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump hoặc là về bất kỳ một điều gì. Chỉ cần nhìn vào những cái cuộc vận động trống lỏng của bà ấy và nhìn vào cái cuộc vận động không có chỗ đứng của cựu Tổng thống Donald Trump, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết con số nào là chính xác. Đồng thời, Scott cũng cho biết là ngay bây giờ thì ở tiểu bang Pennsylvania là khắp nơi chúng ta đều thấy cờ của cựu Tổng thống Donald Trump. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới Kamala Harris tiếp tục ăn cắp ý tưởng khác từ cựu Tổng thống Donald Trump và J.D. Vance.
về việc đề xuất khoản tín dụng thuế cho trẻ em là 6.000 đô la. Như Prapa News đã đưa tin là vào tuần trước, Jay Defense đã nói về khoản tín dụng thuế cho trẻ em là 5.000 đô la dành cho cha mẹ. Sau đó, một số người trong giới truyền thông đã đặt câu hỏi về ý tưởng này và chúng ta đã nhận được nhiều ngày chỉ trích từ đảng Dân Chủ. Giờ đây thì bà Kamala Harris đã ăn cắp ý tưởng này, giống như bà đã làm với đề xuất không đánh thuế tiền bo của cựu Tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cho biết là Harris đã thúc đẩy việc mở rộng khoản tín dụng thuế trẻ em tương tự tại một cuộc vận động vài ngày sau khi J.D. Vance đưa ra đề xuất này. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tuyên bố sẽ tăng khoản tín dụng thuế trẻ em cho cha mẹ và thiết lập khoản thuế tín dụng này lên tới 6.000 đô la nếu được bầu làm Tổng thống vào năm 2024. Đồng thời, tại một cuộc vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina vào chiều thứ Sáu, Harris cho biết các quy định thuế năm 2021 đã bảo đảm rằng hàng triệu người Mỹ có con đã lấy lại được tiền nhiều hơn những thu nhập mà họ rất khó khăn kiếm được. Và bà ta cũng nói thêm rằng, chúng tôi biết điều này có hiệu quả và có tác động đến rất nhiều vấn đề, bao gồm cả tình trạng nghèo đói của trẻ em. Đồng thời, chiến dịch của bà cũng hứa sẽ hỗ trợ khoản tín dụng thuế cho trẻ sơ sinh lên tới 6.000 đô la mỗi năm. Khoản tín dụng này sẽ dành cho cha mẹ trong năm đầu đời của trẻ, đối với các gia đình có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Và nguồn tin cũng nói thêm rằng, có lẽ họ nghĩ rằng không ai nhận biết điều sao chép này của bà. Và câu hỏi được đặt ra cho Kamala Harris rằng, có bao giờ bà có bất cứ ý tưởng nào độc đáo trong đầu của bà hay không? Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là lại có thêm một cái chuyện buồn cười nữa. Và đây cũng có thể nói ra ăn ngược nói ngạo. Bởi vì bà Kamala Harris là một cái người mà kiên quyết ủng hộ đạo lực giết trẻ em ngay từ đầu cho tới khi sinh ra. Cho nên nếu như những cái người mà có cái đầu óc bình thường thì không ai có thể nghe hoặc ủng hộ bất cứ những gì bà này nói liên quan tới trẻ em. Và thêm một cái điều đáng chú ý ở đây nữa là bà ta hiện là phó tổng thống và bà ấy đang ở trong cái chính quyền mà đã gây ra cái thảm họa này. Nhưng giờ đây bà tỏ ra có vẻ như là một cái người ngoài cuộc để nhảy vào giải quyết mọi cái vấn đề mà bà ấy đã tạo ra. Đây là một cái việc rất rất là buồn cười. Nhưng ngược lại thì cũng có một số ít người vỗ tay hô hào ủng hộ bà khi bà đã nói ra những điều này. Thật ra thì mình không biết là tất cả những cái người này có biết bà này đang làm gì và đang nói gì hay là không. Và cũng qua cái bản tin này thì có rất là nhiều người thì họ cho rằng có lẽ bà Kamala Harris này đã học được cái điều này từ ứng cử viên phó tổng thống mà bà vừa chọn. Bởi vì cái ông này đã thường làm việc với Trung Quốc và Trung Quốc thì rất giỏi về việc này. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới 24 tiểu bang hợp lực bảo vệ tính toàn vẹn cử tri, một liên minh để đơn yêu cầu tòa án tối cao Hoa Kỳ duy trì lượt cử tri ID của tiểu bang Arizona. Như Prapa News đã đưa tin là một liên minh gồm 24 tiểu bang đã hợp lực ủng hộ Arizona trong cuộc chiến duy trì các yêu cầu chứng minh quyền công dân để đăng ký cử tri. Liên minh thống nhất này xuất hiện để phản ứng lại phán quyết gây tranh cãi của hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa án Liên bang số 9 vào ngày 1 tháng 8 đã bác bỏ lực của Arizona yêu cầu chứng minh quyền công dân để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Phán quyết này cho phép cá nhân đăng ký bằng biểu mẫu của tiểu bang mà không cần cung cấp tài liệu về tình trạng công dân của họ. Điều này có thể dẫn đến gian lận bầu cử trên diện rộng. Sau đây là những gì liên minh này đã tuyên bố. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để đảm bảo chỉ có công dân Hoa Kỳ được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của chúng ta. Nếu nguyên tắc này không được tuân thủ, nền dân chủ của chúng ta sẽ bị đe dọa. Đồng thời, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cùng với các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã tham gia vào cuộc chiến này đã đệ trình một bản tóm tắt lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm khôi phục các điều khoản chính của luật Arizona. Họ lập luận rằng quyết định của tòa án cấp dưới làm suy yếu quyền cử tri hợp pháp và gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của kết quả bầu cử. Nguồn tin cũng cho biết thêm là vào thứ Năm, liên minh bao gồm 24 tiểu bang do Tổng trưởng lý Kansas là ông Chris và Tổng trưởng lý Tây Virginia là Patrice dẫn đầu đã đệ trình một bản tóm tắt kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ duy trì quyền của Arizona trong việc thực thi các biện pháp liêm chính của cử tri
nhằm bảo đảm chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu. Các tiểu bang cũng lập luận rằng Tòa án tối cao Hoa Kỳ nên chấp thuận yêu cầu của Arizona hoãn phán quyết này của Tòa án liên bang, cho phép tiểu bang tiếp tục thực thi yêu cầu chứng minh quyền công dân để bỏ phiếu trong khi vụ kiện đang diễn ra. Thưa quý vị, thì trước hết chúng ta hãy cảm ơn các tiểu bang đang đấu tranh cho nền dân chủ thật sự tại Hoa Kỳ và hành động chống lại sự chuyên chế của đảng Dân Chủ. Như tất cả chúng ta đã biết thì tiểu bang Arizona trước kia là một cái tiểu bang đỏ, nhưng vào năm 2020 thì có một số Reynolds của đảng Cộng Hòa đã bị mua chuộc ở tiểu bang này và họ bắt đầu phối hợp với đảng Dân Chủ sửa đổi luật bầu cử để tạo cơ hội cho việc thao túng cử tri trong cái cuộc bầu cử năm 2020 và biến cái tiểu bang Arizona này thành tiểu bang xanh sau cái cuộc bầu cử. Và tiếp theo đó thì họ lại bắt tay vào cái việc mà cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào cái biên giới của họ. Cho nên ngay bây giờ thì còn lại một số đảng viên đảng Cộng Hòa, không phải là Reynolds, họ đứng lên nhờ Tòa án tối cao Hoa Kỳ khôi phục lại những cái lực rừng mà phe cánh tả cũng như Reynolds ở tiểu bang này đã sửa đổi để thao túng cuộc bầu cử năm 2020. Và hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều cái tiểu bang khác cũng đang giúp họ trong cái quá trình kiện tụng này. Và mình cũng hy vọng rằng Tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ giống như năm 2020 nữa, bởi vì vào cái thời điểm này không phải là đảng Cộng Hòa đang đấu với đảng Dân Chủ mà là thiện đấu với ác. Nếu như Tòa án tối cao Hoa Kỳ muốn cho cái nước Mỹ trở thành địa ngục thì họ tiếp tục làm ngơ. Và nếu như họ muốn nước Mỹ sẽ trở lại thành một nước Mỹ thật sự thì họ sẽ nhảy vào để giải quyết vấn đề này. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới câu chuyện đằng sau sự ra đi đột ngột của Tổng thống Biden. Mù xì đã đưa ra tối hậu thư tàn nhẫn cho Tổng thống Biden. Nguồn tin cho biết là việc Tổng thống Biden đột ngột rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 đã làm dấy lên một cơn bão suy đoán và sự tò mò trong đảng Dân Chủ. Các nguồn tin thân cận với tình hình tiết lộ rằng cựu chủ tịch Hạ viện là bà Mù xì đã đưa ra tối hậu thư tàn nhẫn cho Tổng thống Biden hãy từ chức hoặc phải đối mặt với sự sỉ nhục trước công chúng vì lo ngại rằng ông không thể đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Vào ngày 18 tháng 6, các báo cáo nội bộ tiết lộ rằng một âm mưu bí mật trong đảng Dân Chủ nhằm thay thế Tổng thống Biden nếu ông vấp ngã trong cuộc tranh luận đầu tiên với cựu Tổng thống Donald Trump hoặc nếu số phiếu thăm dò của ông tiếp tục giảm. Nguồn tin cho biết là âm mưu này đã được tờ Daily Mail đưa tin đầu tiên, được cho là một số nhân vật có ảnh hưởng nhất trong đảng dàn dựng, bao gồm cựu Tổng thống Obama và Bill Clinton, cựu Chủ tịch Hạ viện là bà Mù xì và lãnh đạo phe đa số Thượng viện là ông Chuck Schumer. Tiếp theo đó, vào ngày 10 tháng 7, trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, Mù xì tiếp tục tạo khoảng cách với Tổng thống Biden bằng cách từ chối ủng hộ ông làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân Chủ. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng bà đang dàn xếp việc ông ra đi. Vào ngày 20 tháng 7, Tổng thống Biden cách ly tại nhà riêng của mình sau khi chẩn đoán bị mắc COVID. Theo các nguồn tin thân cận với Tổng thống Biden, nói rằng ông rất tức giận với Mù xì và Obama và cáo buộc rằng họ đã dàn dựng các vụ rò rỉ phối hợp để buộc ông phải rời khỏi cuộc đua năm 2024. Vào ngày 21 tháng 7, tình hình lên đến đỉnh điểm khi Politico đưa tin rằng Mù xì đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Biden và nói rằng họ có thể làm điều này theo cách dễ dàng. Nếu không rút lui, họ sẽ dùng đến cách mạnh hơn. Bà ấy đã cho nhóm của Tổng thống Biden trong 3 tuần nếu chấp thuận cách dễ dàng này. Nhưng không lâu thì Tổng thống Biden đã rút khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024 trong cùng ngày. Và nguồn tin cũng nói thêm rằng Mù xì đã liên lạc với Tổng thống Biden trong thời gian ông được cho là đang hồi phục sau COVID. Bà đưa ra một thông điệp quá rõ ràng khiến ông quyết định từ chức ngay. Tối hậu thư rất đơn giản, rút lui ngay bây giờ hoặc phải đối mặt với sự sỉ nhục công khai dưới tay một trong những đồng minh lâu đời nhất của mình. Trong khi đó, Tổng thống Biden cay đắng về cách các sự kiện diễn ra. Mặc dù Biden không bận tâm đến tình hình, nhưng ông vô cùng không hài lòng với cách ông bị đẩy ra. Đồng thời, bà Chiêu cũng được biết đến là một người hay oán giận. Bà cùng con trai của bà là anh thợ sang được cho là rất tức giận với Mù xì và họ cho những gì Mù xì đã làm là một hành động phản bội. Sau đó Mù xì đi khắp nơi trong một chuyến quảng bá sách của bà
Và điều này đã cho bà cơ hội để hạ thấp nhóm chính trị của Tổng thống Biden, vì bà đã nói rằng họ đã không thể thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống thành công. Thưa quý vị, thì cái điều thú vị ở đây là họ lại thay thế một cái người còn tệ hơn Tổng thống Biden. Và tiếp theo sau đó thì họ lại chọn một cái ứng cử viên phó tổng thống lại còn tệ hơn bà Kamala Harris. Và qua cái bản tin này thì cho chúng ta thấy rằng là họ đã hành động một cách rất là trắng trợn với mọi người. Như tất cả chúng ta đều biết thì bà Kamala Harris chưa bao giờ được bỏ một tấm phiếu nào, bà chưa có được bầu. Họ đã cài bà này vào để thay thế Tổng thống Biden theo cái kế hoạch của họ một cách rất rất là dễ dàng. Và cũng qua cái nguồn tin này thì có một số nguồn tin khác thì họ cho rằng có lẽ là họ đã đe dọa sẽ luận tội Tổng thống Biden khi ông còn là thượng nghị sĩ cũng như là phó tổng thống. Họ cũng cho rằng là họ sẽ truy tố cái gia đình tội phạm của ông mà họ đã phủ nhận trong 5 năm qua. Có nghĩa là tất cả những cái tội trạng của gia đình của ông thì họ đã làm ngơ trong 5 năm qua. Nhưng nếu bây giờ thì ông không rút lui thì họ sẽ đưa tất cả những cái tội trạng này ra để truy tố. Và vì những cái lý do này cho nên Tổng thống Biden phải chấp nhận theo sự sắp xếp của họ. Đối với mình thì cái thông tin này cũng có thể là đúng và cũng có thể là không đúng. Bởi vì đối với Tổng thống Biden thì có rất là nhiều cái vấn đề mà họ có thể đưa ông ra khỏi cuộc đua trong năm 2024 này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.